TikTok đang là xu hướng của năm 2020 và bạn đang quan tâm đến kiếm tiền trên nền tảng TikTok mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Và chào mừng bạn đến với kênh YouTube của Dũng. Ở trong video ngày hôm nay thì Dũng sẽ giải thích rõ cho mọi người TikTok là gì và kiếm tiền trên nền tảng TikTok thì cần những gì. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ hiểu được cái thuật ngữ TikTok là gì. Thì trước hết ấy, TikTok nó là một ứng dụng vô cùng đang là trending xu hướng ở Việt Nam và cho phép người dùng tạo các video ngắn. Thì cái nền tảng này nó khá giống với nền tảng trên YouTube, nhưng mà nền tảng này ấy, thì cái cơ chế đề xuất của nó ấy, nó dễ dàng hơn YouTube rất là nhiều. Và cái thứ hai ấy, là nó sở hữu hàng chục triệu người dùng trong cả nước Việt Nam và nước ngoài. TikTok thì đang là nền tảng phổ biến kiếm tiền trực tuyến. Thì là khi mình xây dựng một kênh TikTok thì mình có thể không mất vốn hoặc là mất rất ít vốn thôi, để có thể là mua nền background hoặc là những thiết bị để mình quay video mình up lên kênh thôi. Còn mình sử dụng cái nền tảng TikTok này thì mình không hề mất một khoản phí nào. Và cái phần cuối cùng ấy là thông qua cái kênh TikTok của mình ấy thì mình có thể biến nó thành một cái kênh để bán hàng hoặc là xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc là điều hướng traffic người dùng. Thì ở đây thì Dũng đã chia sẻ với mọi người ba cái mô hình case study về chủ đề. Thứ nhất là thời trang này, bán hàng online này và thiết kế nhà đẹp này. Thì mình sẽ mở cái chủ đề thời trang này trước này. Đây, ví dụ đây là một cái kênh TikTok của nhóm Food này. Thì cái kênh này đang có 213.000 follow. Thì đây là số lượng follow rất là cao. Thì trong cái kênh này thì là họ làm rất nhiều nội dung liên quan đến đồ ăn. Thì là những cái nội dung này nó thu hút rất là nhiều người xem này. Đây là hơn 100.000 người xem này. Đây là hơn 1 triệu người xem này. Và mình không hề mất một đồng quảng cáo là mọi người nhá. Đây là cái mô hình khá là hay, và trong cái tài khoản TikTok của họ họ liên kết đến các mạng xã hội khác như là Facebook này, Pinterest này và tài khoản Twitter của họ này. Đây là cái một cái case study về bán đồ ăn online. Và cái case study hai thứ hai ấy, mà mình muốn chia sẻ với mọi người là về chủ đề thời trang. Thì cái chủ đề thời trang này thì đây là có nick Facebook của bạn Canva Hoàng này. Thì cái nick TikTok này của bạn là đạt trên 30.000 follow rồi. Và trên cái kênh TikTok này thì bạn ấy đang làm rất nhiều cái video về cách mix đồ. Thì là ở trong đây nhận được rất nhiều lời quan tâm này. Ở đây là video này là có hơn 122.000 lượt xem này, 62.000 lượt xem này. Thì đây là một cái số lượng follow khá là cao trên cái nền tảng TikTok. Thì là khi mọi người up bài ở trên Facebook nhá, thì những cái lượt tiếp cận ấy, nó chỉ là từ khoảng vài chục, vài trăm người tiếp cận thôi. Nhưng mà khi mọi người làm những video up lên nền tảng TikTok ấy, thì cơ chế đề xuất trên TikTok ấy, thì nó giúp mình phân bổ cái video cho rất nhiều người xem. Đây là một cái mô hình khá là hay. Mà một người xem này, họ cũng liên kết với tài khoản Facebook này, Pinterest này và tài khoản Twitter này. Và cái chủ đề thứ ba là chủ đề thiết kế nhà đẹp. Thì cái kênh này là, tên kênh của họ là thiết kế nhà đẹp. Và cái kênh này là đạt 181.000 người follow rồi. Thì trong đây họ ghi là tổng hợp tất cả mẫu thiết kế nhà nội thất đẹp. Thì đây là một hình thức quảng bá video marketing rất là hiệu quả trên nền tảng TikTok. Thì ở đây họ lại sâu được rất nhiều cái mô hình nhà để tiếp cận đến đối tượng khán giả. Thì đây là mình làm free traffic mà hiệu quả rất là cao. Thì ở đây là thông qua cái phần thứ nhất là mọi người đã hiểu cơ bản về cái nền tảng TikTok này rồi và cái hiệu quả của nó mang lại. Thì Dũng xin phép đến cái phần thứ hai là kiếm tiền với TikTok thì mình cần những gì. Thứ nhất là mình cần tạo một cái tài khoản TikTok mới. Thì hiện tại TikTok ấy, nó cho phép mình đăng ký qua số điện thoại này, qua Facebook này và qua Gmail. Và trên một cái máy tính ấy, là mình có thể tạo được ba cái tài khoản TikTok nhé. Nếu mà mình dùng một số cái biện pháp như kiểu dùng tool này thì mình có thể quản lý được rất nhiều tài khoản TikTok khác nhau. Thì cái bước thứ hai ấy, là mình sáng tạo nội dung theo xu hướng. Thì sáng tạo nội dung ở đây ấy, thì thứ nhất là mình bắt trend theo. Thì hiện tại mình đang có công cụ rất hay là công cụ Google Trend. Thì giờ Dũng sẽ dẫn mọi người sử dụng công cụ này. Thì mình sẽ mở tab mới này. Mọi người gõ Google Trend này. Thì ở trong đây nhá, thì mọi người quan tâm đến hai cái. Thứ nhất là mọi người chỉ vào cái dấu này này, dấu ba gạch ngang này, mở menu ra. Và sau mọi người vào cái phần là tìm kiếm thịnh hành này. Thì ở đây, thì ở trong đây thì mọi người có thể chọn quốc gia ở đây nhá. Và đây là cái lượt tìm kiếm này. Thì mọi người có thể biết được là hiện tại ngày hôm nay họ đang quan tâm đến những cái gì. Đây thì nó sẽ liệt kê hết ở đây.
Thì mình có thể mượn những cái nội dung theo trend này để mình làm video, mình nói về nó. Và cái cách thứ hai nhá, là mọi người vào, ví dụ mình làm một cái chủ đề về kinh doanh này hoặc về marketing này, thì mọi người gõ trực tiếp cái từ khóa vào đây. Thứ nhất là mình, ví dụ mình đang làm về kinh doanh này, mình gõ từ khóa kinh doanh vào đây. Mình sẽ tìm kiếm là trong 30 ngày qua nhá. Đây, thì theo cái biểu đồ này là mình đang biết được là cái chủ đề kinh doanh này đang là rất nhiều người quan tâm này. Và mình có thể lọc đối tượng nhá, là tìm kiếm ở trên web này, tìm kiếm hình ảnh này, Google mua sắm này, hay là tìm kiếm trên YouTube này. Thì đây là công cụ khá là hay để mình biết được ở ngoài kia là họ đang quan tâm đến lĩnh vực gì. Và cái thứ hai ấy, là mình có thể tìm kiếm nội dung ở trên Facebook, trên YouTube và trên Google, báo chí và các phương tiện truyền thông. Thì mình làm những cái nội dung này ấy, thì nó được rất nhiều người quan tâm, bởi vì đây là những cái nội dung đang theo xu hướng. Thậm chí là mình có thể tìm kiếm thêm những cái bài nhạc nhé. Tại vì nền tảng TikTok ấy, thì nó sáng tạo nhạc rất là đơn giản. Và nhiều lúc ấy, cái video của mình ấy, thì có thể là mình làm nội dung chưa hay, nhưng mà mình vẫn có thể giữ chân người xem bằng cách là mình sử dụng một bài nhạc theo trend. Ví dụ đây, Dũng sẽ mở cái tài khoản TikTok của Dũng ra. Đây, ví dụ đây là tài khoản TikTok của Dũng này. Thì Dũng mới tạo tài khoản TikTok này được 4 ngày mọi người nhé. Và trên đây thì cái video nhiều view nhất ấy, thì nó cũng đang hơn 1.000 lượt xem rồi. Hơn 1.000 lượt xem rồi. Đây, Dũng mới tạo tài khoản này được 4 ngày thôi. Đây, 4 ngày này. Và trong cái tài khoản này Dũng sử dụng rất nhiều bài nhạc theo trend. Đấy, thì mình sử dụng bài nhạc theo trend ấy. Nhiều lúc cái video mình làm ra nó chưa hay, nhưng mà họ thích, khán giả họ thích cái bài nhạc đấy, nên họ vẫn xem cái video của mình. Và cái bước thứ ba nhá, là mình liên kết tài khoản TikTok của mình với các kênh. Thì hiện tại là TikTok ấy, nó đang cho phép mình liên kết với tài khoản YouTube, Twitter và Instagram. Thì đây là một cách để điều hướng traffic đến sang các nền tảng khác. Và cái bước thứ tư nhá, là mình sản xuất cái nội dung ấy. Thì khi mình nên đầu tư vào nội dung nhá, những cái nội dung mình làm ra, thứ nhất nó phải hay và nó xuyên suốt với cái chủ đề mà mình tạo kênh lúc đầu ấy. Và bước cuối cùng là mình điều hướng traffic sang các mạng xã hội khác để mình có thể kiếm tiền. Thì là ở những video tiếp theo thì Dung sẽ chia sẻ với mọi người sâu hơn những cái cách có thể kiếm được tiền ở trên nền tảng TikTok. Thì Dung xin kết thúc video này tại đây. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if